các bạn ấy sẽ thay đổi màu tóc này cho người mẫu của chúng ta. Tóc người mẫu chúng ta ít thưa mỏng, không nên để quá dài, và gương mặt của mẫu đây là rất xinh, ta không nên để nó năm năm với nhau, không được để phân tán tầm nhìn của mọi người, nên thái từng cắt những mẫu tóc còn là tập trung điểm rơi phải nằm trên gương mặt, nhưng không quá ngắn để tạo sự khách hàng không quen nhé. Rồi các bạn chờ đón xem thái cắt mẫu này nha, tính đón xem nha. Mẫu xinh không? Xinh này thầy muốn á. Dạ em nói không xinh. Dạ em nói không xinh luôn. Không hề bị vậy tại nói không xinh là thấy cảnh liền á. Mấy chục phút rồi quên cái tên này. Em đang sợ thật đấy. Đây là tâm lý chung. Tâm lý chung mà nha. Tâm lý ăn cái tâm lý gì là sẽ đi được. Có rất nhiều cô bạn rất sợ. Nó sợ thì cái tâm em. Chào cô Thức. Hình như là em là ở dưới đó chỉ trực chờ điện thoại thôi. Sao mà cái livestream nào của thầy cũng có em hết vậy Thức ơi. Tương tác tốt. Cái lần gần đây nhất mà em cắt tóc ngắn là cắt đây khoảng hai mươi mấy năm không? Cái hồi mà em còn bé xíu hồi. Ủa em hơn em nhiêu tuổi mà. Bé hồi còn bé xíu 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 hả? Một tuổi hả? Không, hồi em học lớp 1, lớp 2 rồi đó, ba em vẫn còn cắt tóc cho em mà. Mỗi người cắt tóc cho em. Đúng rồi, là cách là không ngắn mức như này đâu. Đây là lần đầu tiên em cắt ngắn như vậy á. Nhìn ngắn vậy thì nó thả xuống lên rồi. Cái dễ thương. Hôm nay khỏe lắm luôn hết ơi. Hồi xưa ba cắt tóc cho em. Dạ. Bây giờ em để cho ba cắt mấy năm rồi. Cấp 1 thôi, lên cấp 2 điệu rồi đâu. Đâu có thầy để cho ba cắt nữa. Lên cấp 2 dễ gì. Xong là từ hồi cấp 2 là không bao giờ em để cắt ngắn thôi. Trả lời cho tôi đi. Nói em đặt thầy lên hàng đầu mà thầy mà like hay share gì lên. Ok. Hay. Còn mấy thằng kia là thầy chờ nó like cái cũng khó quá. Thầy mướn nó like thứ rồi. Cuối tuần này lên nghe thầy. Bao nhiêu cái cuối tuần rồi, hồi tối thầy mới đá banh thua có ít lắm 15 trái à. Thằng Hải là nó dân 5 trái không rồi đó. Còn bên kia nó đứng nó nói vậy nè. Đứng chỗ nào đá cũng vô hết á. Thua 15 trái. 15 trái thua, bóng đá nữ thua nữa mà. Có cái đoạn, hậu vệ rồi. Banh vừa xuống xong cái bên đội bạn kêu là móc anh móc cái mất banh vào luôn. Biết bà đâu rồi. Biết
lại luôn. Kêu móc là móc đây móc bánh luôn. Xanh nó sẽ tái thêm nha, à, tức là làn da là làn da sáng chứ nó không có tối, không phải là làn da tối. Em thấy da em nó cứ ngâm ngâm sao quá nên là muốn dùng cái màu nào cho nó nhìn cái mặt nó sáng sủa hơn chút xíu. Sáng vậy rồi còn sáng nữa à? Thầy ơi gọi tên em đi. Thái Trọng Việt. Thái Trọng Việt à? Hello Thái Trọng Việt. Điện thoại không thấy rõ lắm thầy ơi. Không thấy rõ hả? Ngồi vậy. Ủa? Rõ mà, giờ điện thoại thầy chắc nó báo hiệu là chuẩn bị mua mới được rồi đó. Rõ. À, mình rõ nhưng mà người ta coi nhiều khi mạng yếu quá không rõ. Em coi lại cái mạng của em á Việt ơi. Không thích 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 hả? Đúng đúng rồi. Ủa sao thầy lái lên chiếc bay ấy vậy thầy? Lên lẹ đi Ngô Thức ơi nha, chứ không phải là bắt buộc, nhưng mà thực sự ra khi mình tỉa lại sợi tóc nó rất là đẹp. Như mình là một cây cảnh mà mình cắt tóc ngắn mình y chang một cây cảnh luôn, tức là phải tỉa nó chứ nó không không phải đợi nó chiếm lòng lề đường mình mới tỉa. Đúng rồi. Còn cái tóc dài là như cái cây xanh này nè, tức là khi nó chiếm lòng lề đường người ta mới chặt. Còn cây cảnh thì bắt buộc tới tháng phải tỉa, không sai mà tới tháng phải tỉa. Mình ví y chang vậy luôn, nghệ thuật mặt tóc ngắn là nghệ thuật. Còn tóc dài là khi nào mà nó phủ cảm thấy chịu không nổi nữa rồi mới đi cắt. Nói về những người tóc dài thì mình chết luôn. Dễ không chứ? Nhưng mà cung đầu mình cắt lại nha. Kéo thầy bén thầy bị đẹp đây. Kéo thầy bén chứ không phải là kỹ thuật của thầy cao hơn tụi em đâu. Khi nói vậy thì em tưởng thầy giấu nghề. Thầy xin được
đổ một đêm. Chút xíu nữa mình nhường nhưng mà tầm mấy giờ xong à, bây giờ là 1:30. 1:30 nhường mất 1 tiếng nè em. Nếu em nhường thì em có hả? Sao cơ? Ví dụ nếu mà em nhường không chỉ mất 1 tiếng thôi, còn nếu ví dụ em có phủ lụa của rồi nó thì mất thêm 15 phút, 20 phút nữa là nó à, còn không nhường không chỉ mất 1 tiếng. Nhanh mà. Dạ. Chi rất là dễ thương, mỗi lúc mà dắt mấy chị đi nhiều khi ngồi chơi ở đây chơi thì chiều ơi chị là mấy tiếng ngồi chơi luôn. Trời xin lỗi, cái mũi đẹp là nó kèm với cái miệng không ạ? Xin lỗi. Sao anh nhìn chưa kỹ á? Anh làm cái nhìn kỹ là thấy nó kỳ lắm á. Nhìn nào tốt đây anh. Ý mà không không luyện cứ đi luyện cái gì đánh liền thật đánh liền cho cái đầu giả ở đây nó thâm hậu hơn nè. Lúc mà có những cái thực tế nè, tức là mình sẽ nhìn được cái vị trí cái con người tại sao các cái tóc cũng cùng học một thầy nhưng mà đều ra khác nhau, tại vì cái người chọn cái khối tóc cái vị trí cái điểm rơi này nè, đúng không? Mình chọn đúng cái tử đẹp mà. Đó là mỹ cảm của mình. Mỹ cảm thì cái đó là ông trời ban cho mình. Dễ mà khỏe nữa, không có ra
xanh xanh liếm xíu, đúng không? Chào chào bờ remote miền Bắc. Rồi em sẽ rồi các bạn sẽ thấy một siêu ổn nha. Mỹ Nam nó như thế nè, nó không có tôn được em lên, đúng không? Em có cảm giác phải không? Bụng rơi có được cái cô là cần. Này mà tắt cái cắn lưỡi luôn á. Trời ơi hên quá. Kiểu như tới cái đoạn mà cái đoạn quan trọng nhất là cái kết quả mà chơi tắt có tiền.
là mẫu tóc thái vừa thực hiện xong chưa hề có sấy tạo kiểu hay là cũng không có sấy nhẹ cho như các chuyên gia nước ngoài đồ sấy nha các bạn, nó chỉ mới cắt xong sấy khô thôi. Rồi ta sẽ dùng cây lược chảy. Các bạn sẽ thấy được sạch và đẹp của mẫu tóc của Thái thực hiện. Tức là Thái không đẩy phồng nè, bây giờ Thái sẽ đẩy phồng nhẹ lên. Nếu như mẫu tóc này Thái tỉa nè, tóc sẽ phồng lên nè các bạn. Thấy không ạ? À? Các bạn thấy nhìn cái tay Thái nắng nhẹ cái nó phồng không? Em có thấy không? Dạ. Đây. À, giờ không còn ai xem nữa nhưng mà mọi người hồi xem nhớ cho Thái quả tim nha. Xin bả tim giống gì thằng gì Lương Đức Trường của Hứa Toàn Trung. Rồi ok, Thái quay phần sau các bạn xem. Nhìn phần óc Thái cách, tức là mình không phải chỉnh sửa gì hết, một phát ăn ngay. Này cái đây là chỉ tạm thời thôi nha, lát vào trong còn đẹp hơn nha các bạn. Rồi ok, rất tuyệt vời. Các bạn thấy mặt của người mẫu có xinh không ạ? À? Đây, vén tay với vén nghệ thuật luôn, phải chừa lại cái này xíu, vén cái này ra đó, vén về mới thấy ghét. Ok, đẹp không em? Cảm ơn anh. Cũng may là mẫu chúng ta chưa bật khóc quá. Tạm biệt các bạn. Lát các bạn coi bóp 2 hoàn thiện ngồi nhường.